Hôm nay tiếp tục em lại lên cơ sở Trung Nghiêm tiếp tục review cho các bác con phố 4000 bao zin cho các bác đời T4 các bác nhá. Đây, đời T4. Nói về số 4000 đời T4 thì cực kỳ bao nguyên cho các bác. Đấy, từ liền xe luôn cho các bác. Đấy, thứ hai xe 4000 này có mọt, phải nhá, một bộ combo đầu mọt. Mọt 5 tấn và 2 ti xịn sò. Vỏ mới. Đây các bác này. 2 ti xịn nhất hiện bây giờ, đầu 5 tấn. Và vỏ đây, cực đẹp. Đấy, vỏ 10-0020 các bác nhá. Vỏ của coi như là mọt 10-0020. Rộng 2m2, dài 3m8. Đấy. Đây. Và có số zin. Đấy, đang còn nằm, xe đang hoạt động bình thường của người dân gửi bán. Đấy, em rất mong các bác nào đang cần. Và vỏ là 16928. Đấy. Vỏ 16928. Đấy. 16928. Đấy. Và đây. Thì trong quá trình đã làm lại cái xe đó nha, nhìn rất đẹp. Chắn bùn và thắng hơi. Và quay cho được cái lái. Đấy, thắng hơi độ cho được cái lái cho các bác. Rất đẹp, rất dễ. Mà xe này chỉ cần kích nhẹ là xong. Để cho các bác trên cạnh đường muốn đi làm ăn là hết bây giờ. Cái này đúng tầm của các bác. Đấy, đúng tầm. Đấy à, sơn zin luôn á, làm nguyên luôn á. Đấy. Đấy. Và thắng hơi ok đầy đủ các bác. Đấy. Đấy. Em chuyên về kho các bác nha. Các bác không cần phải đi đâu hết. Các bác cứ đăng ký kênh cho em. Và các bác like, share cho em cũng như kênh của em và kênh bán máy cày. Đấy, các bác đồng tình hành với em thì các bác chỉ cần ở nhà ngồi lướt và xem. Đấy, và đến phân khúc nào các bác cần thì các bác alo cho em 0394 326 198. Đây, vỏ 16928. Đấy, rất đẹp, có mùi luôn cho các bác luôn. Không cần phải sát cạo nữa là cội. Cho nên các bác cứ về nào. Đấy, rất là thắng hơi đây. Cái ăn này. Đấy nhá. Đấy, thắng hơi này. Nguyên xi hết chân ga này. Đấy, chân thắng này. Đầy đủ cùi thơm. Đấy, tất cả mọi chi tiết bên ti đầy đủ. Đấy. Ghế gục đàng hoàng cho các bác. Đấy, rất mong các bác hưởng ứng cũng như bác nào đặt cần dòng xe 4000 này để báo giá cho xe này. Các bác nhá. Em báo giá bác 125 triệu. 125 triệu ngay hôm nay và kỳ nghỉ lễ. Đấy, 125 triệu. Đấy, 125 triệu có nhá. Đây, 125 triệu. Có mọc, có chiếc đàng hoàng. Cùi thơm đây, nằm đây. Đấy, được cái đưa vào là xong. Đấy, 125 triệu. Đấy, bác nào đang cân dòng xe này 125 triệu, rất rẻ. Xe vỏ này còn mới luôn. Đây các bác nhá. Đây, vỏ này. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy. Rồi, 125 triệu. Đấy, sắc xi và tất cả mọi cái hơi bình đầy đủ. Đấy, lắp đổ và 2 tim bên. Đấy, thùng rất đẹp các bác nhá. Đây. Đấy, hoặc các bác muốn thích xe này không? Đấy, riêng nguyên bãi, hàng bãi luôn này. Đấy, cũng 125 triệu. Đây các bác, đây, xe đang dân gửi đều lá, đang để nguyên xi. Đấy, và cầu đây các bác này. Cầu cực kỳ đỉnh luôn. Đây. Thắng hơi nhá, tí bên này, đẹp không? Đây đây, các bác coi này. Rất chi là chỉnh chặt. Và nó cực kỳ là đẹp luôn. Và thứ hai thắng hơi thì các bác biết rồi, và vỏ này mới cao luôn. Đây. Cao cạnh luôn. Các bác nhá. Cặp vỏ bây giờ nó trên 32. Cái này có mười mấy triệu rồi. Đấy, mười mấy 20. Đấy. Có chỗ bơm vú xe đầy đủ hết cho các bác. Đấy. Rồi. Đấy, rất mong các bác nào đang cần, các bác hãy liên hệ với em Tuấn nhá. Rất tuyệt vời. Đấy, đấy, các bác cứ về làm, không còn gì cả. Đấy, mọi cái các bác hãy lên đây. Đấy, như bên này thì xe này nhỏ này. Cái này chỉ 120 triệu các bác này. Nếu các bác thích, em nói với Trung Kiên là bớt xuống cho các bác còn 120 triệu hoặc 115 triệu. 100 cái số ở đây bao ship được các bác luôn. Đấy, đời T7. 4000, mốt đời T7, chỉ rõ đây. 115 triệu, được các bác luôn. Được, bác nhanh ra cho bác về, bác dễ làm việc. Đấy, quyết định. Thấy chưa? Ok các bác nhá. Đấy, và cuối cùng bác nào mà cái này là 125 triệu, cái này 115, còn cái này 80 triệu. Đây các bác này,
80 triệu mọc to, tháng hơi lốc kê đầy đủ bạn à. Đấy. Và đêm kia đã review là 190 triệu vỏ đẹp. Đây là vỏ nào, em nào cũng đẹp. Đấy, em này riêng luôn nha, 115. Đấy, bạn nào ấy là ok chưa? Cái này là 125. Tháng hơi lốc kê đầy đủ. Rồi cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác, rất mong các bác hưởng ứng cũng như like cho em. Bạn nào đang cần xe hãy điện thoại ngay cho em 0394 326 198. Em sẽ dẫn các bác đến mua về để cho làm việc. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác. Hẹn lại các bác video sau.